Ba la mã, phẩm bệnh. Một la mã, bệnh. Nhân duyên ở Sabati. Rồi một tỷ kheo đi đến Thế Tôn, ngồi xuống một bên, tỷ kheo ấy bạch Thế Tôn: trong tịnh xá của chúng con, bạch Thế Tôn, có một tân tỷ kheo ít người biết đến, bị bệnh hoạn, đau đớn, bị trọng bệnh. Lành thay, bạch Thế Tôn, nếu Thế Tôn đi đến tỷ kheo ấy vì lòng từ mẫn. Rồi Thế Tôn, sau khi nghe tiếng mới, nghe tiếng bệnh, khi biết được tỷ kheo ấy ít được người biết đến, liền đi đến tỷ kheo ấy. Tỷ kheo ấy thấy Đức Phật từ xa đi đến, sau khi thấy, liền gượng dậy trên giường. Thế Tôn liền nói với tỷ kheo ấy: thôi, này tỷ kheo, ông chớ có gượng dậy trên giường, có những chỗ ngồi đã soạn sẵn, tại đấy ta sẽ ngồi. Rồi Thế Tôn ngồi trên chỗ ngồi đã soạn sẵn. Sau khi ngồi, Thế Tôn nói với tỷ kheo ấy: này tỷ kheo, ông có kham nhẫn được không? Ông có chịu đựng được không? Có phải khổ thọ giảm thiểu không tăng trưởng? Có phải có triệu chứng giảm thiểu không phải tăng trưởng? Bạch Thế Tôn, con không thể kham nhẫn, không thể chịu đựng. Mãnh liệt là khổ thọ có cảm giác, chúng tăng trưởng không có giảm thiểu, có triệu chứng tăng trưởng không phải giảm thiểu. Này tỷ kheo, mong rằng ông không có gì nghi ngờ, không có gì hối hận. Bạch Thế Tôn, chắc chắn con không có gì nghi ngờ, không có gì hối hận. Nhưng đối với giới của mình, ông có gì tự khiển trách không? Thưa không, bạch Thế Tôn. Này tỷ kheo, nếu đối với giới của mình ông không có gì để khiển trách, thời này tỷ kheo, ông thế nào cũng có nghi ngờ, đối với vấn đề gì cũng có hối hận gì. Bạch Thế Tôn, con không hiểu pháp Thế Tôn dạy về mục đích thanh tịnh trì giới. Này tỷ kheo, nếu ông không hiểu pháp ta dạy về mục đích thanh tịnh trì giới, thời này tỷ kheo, ông hiểu pháp ta dạy như thế nào? Bạch Thế Tôn, con hiểu pháp do Thế Tôn dạy là tham và đoạn tham. Lành thay, lành thay, này tỷ kheo, lành thay, này tỷ kheo, ông hiểu pháp ta dạy là tham và đoạn tham, với mục đích tham và đoạn tham, này tỷ kheo, là pháp ta dạy. Ông nghĩ thế nào, này tỷ kheo, mắt là thường hay vô thường? Là vô thường, bạch Thế Tôn. Tai, mũi, lưỡi, thân, ý là thường hay vô thường? Là vô thường, bạch Thế Tôn. Cái gì vô thường, là khổ hay lạc? Là khổ, bạch Thế Tôn. Cái gì vô thường, khổ, chịu sự biến hoại, có hợp lý chăng nếu quán cái ấy là: cái này là của tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi? Thưa không, bạch Thế Tôn. Thấy vậy, này tỷ kheo, bậc Đa Văn Thánh đệ tử nhàm chán đối với mắt, không còn trở lui trạng thái này nữa. Thế Tôn thuyết như vậy, tỷ kheo ấy hoan hỷ, tính thọ lời Thế Tôn dạy. Và trong khi lời dạy này được nói lên, tỷ kheo ấy khởi lên pháp nhãn ly trần vô cấu, phàm cái gì sanh khởi, tất cả đều chịu sự đoạn diệt. Hay là mã, bệnh, hoàn toàn giống như kinh trước. Này tỷ kheo, nếu ông không hiểu pháp ta dạy vì mục đích thanh tịnh trì giới, thời này tỷ kheo, ông hiểu pháp ta dạy như thế nào? Bạch Thế Tôn, con hiểu pháp Thế Tôn dạy là với mục đích tịch tịnh hoàn toàn, không chấp thủ. Lành thay, lành thay, này tỷ kheo, lành thay, này tỷ kheo, ông hiểu pháp ta dạy là với mục đích tịch tịnh hoàn toàn, không có chấp thủ. Như kinh trước, Thế Tôn thuyết như vậy, tỷ kheo ấy hoan hỷ, tán thán lời Thế Tôn dạy. Và trong khi lời dạy này được nói lên, tâm tỷ kheo ấy được giải thoát khỏi các lậu hoặc, không có chấp thủ. Ba la mã, Rà Đa. Rồi Tôn giả Rà Đa ngồi xuống một bên,
Tôn giả Rà Đa bạch Thế Tôn: Lành thay, bạch Thế Tôn, nếu Thế Tôn dẫn tác thuyết pháp cho con, sau khi nghe pháp của Thế Tôn, con sẽ sống một mình, an tịnh, không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần. Cái gì vô thường, này Đà Đa, ở đây ông cần phải đoạn tận lòng dục. Và này Đà Đa, cái gì là vô thường? Mắt, này Đà Đa, là vô thường, ở đây ông cần phải đoạn tận lòng dục. Các sắc là vô thường, nhãn thức là vô thường, nhãn xúc, do duyên nhãn xúc khởi lên cảm thọ gì, là khổ hay bất khổ, bất lạc, cảm thọ ấy là vô thường. Ở đây ông cần phải đoạn tận lòng dục. Tai, mũi, lưỡi, thân, ý là vô thường. Ở đây ông cần phải đoạn tận lòng dục. Các pháp, ý thức, do duyên ý xúc khởi lên cảm thọ gì, là khổ hay bất khổ, bất lạc, cảm thọ ấy là vô thường. Ở đây ông cần phải đoạn tận lòng dục. Phàm cái gì là vô thường, này Đà Đa, ở đây ông cần phải đoạn tận lòng dục. Bốn La Mã, Rà Đa: Phàm cái gì là khổ, này Đà Đa, ở đây ông cần phải đoạn tận lòng dục. Và này Đà Đa, cái gì là khổ? Mắt, này Đà Đa, là khổ, ở đây ông cần phải đoạn tận lòng dục. Các pháp, nhãn thức, nhãn xúc, do duyên ý xúc khởi lên cảm thọ gì, là khổ hay bất khổ, bất lạc, cảm thọ ấy là khổ. Ở đây ông cần phải đoạn tận lòng dục. Phàm cái gì là khổ, này Đà Đa, ở đây ông cần phải đoạn tận lòng dục. Năm La Mã, Rà Đa: Phàm cái gì là vô ngã, này Đà Đa, ông cần phải đoạn tận lòng dục. Và này Đà Đa, cái gì là vô ngã? Mắt, này Đà Đa, là vô ngã, ở đây ông cần phải đoạn tận lòng dục. Các sắc, nhãn thức, nhãn xúc, do duyên ý xúc, ý là vô ngã. Các pháp, ý thức, ý xúc, do duyên ý xúc khởi lên cảm thọ gì, là khổ hay bất khổ, bất lạc, cảm thọ ấy là vô ngã. Ở đây ông cần phải đoạn tận lòng dục. Phàm cái gì là vô ngã, này Trà Đa, ở đây ông cần phải đoạn tận lòng dục. Sáu La Mã, Vô Minh. Rồi một tỷ kheo đi đến Thế Tôn, ngồi xuống một bên. Tỷ kheo ấy bạch Thế Tôn: Có một pháp gì, bạch Thế Tôn, nếu tỷ kheo đoạn tận pháp ấy, thời vô minh được đoạn tận và minh sanh khởi. Có một pháp, này tỷ kheo, nếu tỷ kheo đoạn tận pháp ấy, vô minh được đoạn tận, minh sanh khởi. Một pháp ấy là gì, bạch Thế Tôn? Nếu tỷ kheo đoạn tận pháp ấy, vô minh được đoạn tận và minh sanh khởi. Vô minh, này tỷ kheo, là một pháp. Nếu tỷ kheo đoạn tận pháp ấy, vô minh được đoạn tận, minh sanh khởi. Tỷ kheo biết như thế nào, bạch Thế Tôn, thấy như thế nào, vô minh được đoạn tận, minh được sanh khởi? Này tỷ kheo, tỷ kheo biết mắt, thấy mắt là vô thường, nên vô minh đoạn tận, minh sanh khởi. Tai, mũi, lưỡi, thân, ý, này tỷ kheo, do tỷ kheo biết như vậy, thấy như vậy, nên vô minh được đoạn tận, minh được sanh khởi. Bảy La Mã, Vô Minh. Như kinh trước: Ở đây, này tỷ kheo, một tỷ kheo có nghe, các pháp không nên thiên chấp. Này tỷ kheo, nếu tỷ kheo ấy nghe như sau: Tất cả các pháp không nên thiên chấp, vì ấy thắng tri tất cả các pháp. Do liễu tri tất cả pháp, nên thấy tất cả tướng có thể thay đổi. Vì ấy thấy con mắt có thể thay đổi. Các sắc, nhãn thức, nhãn xúc, do duyên ý xúc khởi lên cảm thọ gì,
lạc, khổ hay bất khổ bất lạc, vì ấy thấy cảm thọ ấy có thể thay đổi. Này tỷ kheo, do tỷ kheo biết vậy, thấy vậy, nên vô minh được đoạn tận, minh được sanh khởi. Tám La Mã tỷ kheo. Rồi nhiều tỷ kheo đi đến Thế Tôn, ngồi xuống một bên, các tỷ kheo ấy bạch Thế Tôn: Ở đây, bạch Thế Tôn, có những du sĩ ngoại đạo hỏi chúng con, do mục đích gì, này các hiền giả, các người sống phạm hạnh dưới Sa Môn Gotama? Được hỏi vậy, bạch Thế Tôn, chúng con trả lời cho các du sĩ ngoại đạo ấy: Vì mục đích liễu tri đau khổ, này chư hiền, chúng tôi sống phạm hạnh dưới Sa Môn Gotama. Được hỏi vậy và được trả lời vậy, bạch Thế Tôn, có phải chúng con đã nói lên quan điểm của Thế Tôn, và có phải chúng con không xuyên tạc Thế Tôn với điều không thực? Có phải chúng con trả lời thuận pháp và đúng pháp? Và ai là người đồng pháp nói đúng pháp, không tìm được lý do để chỉ trích? Thật vậy, này các tỷ kheo, được hỏi vậy và được trả lời vậy, các ông đã nói lên quan điểm của ta, và các ông không xuyên tạc ta với điều không thực. Các ông trả lời thuần pháp và đúng pháp, và không có người đồng pháp nói đúng pháp nào tìm được lý do để chỉ trích, với mục đích liễu tri đau khổ. Này các tỷ kheo, phạm hạnh được sống dưới ta. Này các tỷ kheo, nếu các du sĩ ngoại đạo có thể hỏi các ông như sau: Này hiền giả, thế nào là vì mục đích liễu tri đau khổ ấy, phạm hạnh được sống dưới Sa Môn Gotama? Được hỏi vậy, này các tỷ kheo, các ông có thể trả lời cho các du sĩ ngoại đạo ấy như sau: Mắt, này chư hiền, là khổ, vì liễu tri như vậy, phạm hạnh được sống dưới Thế Tôn. Các sắc, do duyên nhãn xúc khởi lên cảm thọ gì, là khổ hay bất khổ bất lạc, vì liễu tri cảm thọ ấy là khổ, nên phạm hạnh được sống với Thế Tôn. Ý là khổ, vì liễu tri như vậy, phạm hạnh được sống với Thế Tôn. Do duyên ý xuất khởi lên cảm thọ gì, là khổ hay bất khổ bất lạc, vì liễu tri cảm thọ ấy là khổ, nên phạm hạnh được sống với Thế Tôn. Đây, này chư hiền, là khổ ấy, vì liễu tri khổ ấy, phạm hạnh được sống dưới Thế Tôn. Được hỏi vậy, này các tỷ kheo, các ông có thể trả lời cho các du sĩ ngoại đạo ấy như vậy: Chính La Mã, thế giới. Rồi một tỷ kheo đi đến Thế Tôn, ngồi xuống một bên, tôn giả Baguna bạch Thế Tôn: Có con mắt nào, bạch Thế Tôn, do con mắt ấy có thể biết và tuyên bố về chư Phật quá khứ đã nhập Niết Bàn, đã đoạn các chướng ngại, đã đoạn các hành tung khác ái, đã chấm dứt luân hồi, đã vượt qua mọi khổ đau. Tai, mũi, lưỡi, thân, có ý nào, bạch Thế Tôn, do ý ấy có thể biết và tuyên bố về chư Phật quá khứ đã nhập Niết Bàn, đã đoạn các chướng ngại, đã đoạn các hành tung khác ái, đã chấm dứt luân hồi, đã vượt qua mọi khổ đau. Không có con mắt nào, này Phaguna, do con mắt ấy có thể biết và tuyên bố về chư Phật quá khứ đã nhập Niết Bàn, đã đoạn các chướng ngại, đã đoạn các hành tung khác ái, đã chấm dứt luân hồi, đã vượt mọi khổ đau. Tai, mũi, không có lưỡi, không có thân, không có ý nào, này Phaguna, do ý ấy có thể biết và tuyên bố về chư Phật quá khứ đã nhập Niết Bàn, đã đoạn các chướng ngại, đã đoạn các hành tung khác ái, đã chấm dứt luân hồi, đã vượt qua mọi khổ đau. Bốn La Mã phẩm Chana. Một La Mã biến hoại Baloka. Rồi tôn giả Ananda đi đến Thế Tôn, ngồi xuống một bên, tôn giả Ananda bạch Thế Tôn: Thế giới, thế giới, bạch Thế Tôn, như vậy được nói đến. Cho đến như thế nào, bạch Thế Tôn, được gọi là thế giới?
Cái gì chịu sự biến hoại? Balokadamba. Này Ananda, đây gọi là thế giới trong giới luật của bậc thánh. Và này Ananda, cái gì chịu sự biến hoại? Mắt. Này Ananda, chịu sự biến hoại. Các sắc chịu sự biến hoại. Nhãn thức chịu sự biến hoại. Nhãn xúc chịu sự biến hoại. Do duyên nhãn xúc khởi đến cảm thọ gì? Lạc, khổ hay bất khổ, bất lạc? Cảm thọ ấy chịu sự biến hoại. Tai, mũi, lưỡi, thân, ý chịu sự biến hoại. Các pháp chịu sự biến hoại. Ý thức chịu sự biến hoại. Ý xúc chịu sự biến hoại. Do duyên ý xúc khởi lên cảm thọ gì? Lạc, khổ hay bất khổ, bất lạc? Cảm thọ ấy chịu sự biến hoại. Cái gì chịu sự biến hoại? Này Ananda, cái ấy gọi là thế giới trong giới luật của bậc thánh. Hai La Mã, trống không. Rồi tôn giả Ananda bạch Thế Tôn: trống không là thế giới, trống không là thế giới, bạch Thế Tôn. Như vậy được nói đến. Cho đến như thế nào, bạch Thế Tôn, được gọi trống không là thế giới? Vì rằng, này Ananda, thế giới là không tự ngã và không thuộc tự ngã, nên thế giới được gọi là trống không. Và cái gì, này Ananda, là không tự ngã và không thuộc tự ngã? Mắt, này Ananda, là không tự ngã và không thuộc tự ngã. Các sắc là không tự ngã hay không thuộc tự ngã? Nhãn thức là không tự ngã hay không thuộc tự ngã? Nhãn xúc là không tự ngã hay không thuộc tự ngã? Do duyên ý xúc khởi lên cảm thọ gì? Lạc, khổ hay bất khổ, bất lạc? Cảm thọ ấy không có tự ngã hay không thuộc tự ngã? Và vì rằng, này Ananda, không có tự ngã hay không thuộc tự ngã, nên được gọi trống không là thế giới này. Ba La Mã vắng tắt. Ngồi xuống một bên, tôn giả Ananda bạch Thế Tôn: lành thay, bạch Thế Tôn, nếu Thế Tôn vắng tắt thuyết pháp cho con, sau khi nghe pháp của Thế Tôn, con sẽ sống một mình an tịnh, không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần. Ông nghĩ thế nào? Này Ananda, mắt là thường hay vô thường? Là vô thường, bạch Thế Tôn. Cái gì vô thường, là khổ hay lạc? Là khổ, bạch Thế Tôn. Cái gì vô thường, khổ, chịu sự biến hoại? Có hợp lý chăng nếu quán cái ấy là: cái này là của tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi? Thưa không, bạch Thế Tôn. Các sắc là thường hay vô thường? Là vô thường, bạch Thế Tôn. Nhãn thức, nhãn xúc, do duyên nhãn xúc khởi lên cảm thọ gì? Là khổ hay bất khổ, bất lạc? Cảm thọ ấy là thường hay vô thường? Là vô thường, bạch Thế Tôn. Cái gì vô thường, là khổ hay lạc? Là khổ, bạch Thế Tôn. Cái gì vô thường, khổ, chịu sự biến hoại? Có hợp lý chăng khi quán cái ấy là: cái này là của tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi? Thưa không, bạch Thế Tôn. Tai, mũi, lưỡi, thân, do duyên ý xúc khởi lên cảm thọ gì? Là khổ hay bất khổ, bất lạc? Cảm thọ ấy là thường hay vô thường? Là vô thường, bạch Thế Tôn. Cái gì vô thường, là khổ hay lạc? Là khổ, bạch Thế Tôn. Cái gì vô thường, khổ, chịu sự biến hoại? Có hợp lý chăng nếu quán cái ấy là: cái này là của tôi, cái này là tự ngã của tôi? Thưa không, bạch Thế Tôn. Thế vậy, này Ananda, bậc Đa Văn Thánh đệ tử nhàm chán đối với mắt, nhàm chán đối với nhãn xúc,
do duyên ý xúc khởi lên cảm thọ gì? Lạc, khổ hay bất khổ, bất lạc? Vì ấy nhàm chán cảm thọ ấy, do nhàm chán vì ấy ly tham, do ly tham vì ấy được giải thoát. Trong sự giải thoát, trí khởi lên biết rằng ta đã được giải thoát. Vì ấy biết rõ sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm, không còn trở lui trạng thái này nữa. Bốn la mã chana. Một thời Thế Tôn ở tại Rasagaha, Dương Xá, Veluvana, Trúc Lâm, tại chỗ nuôi dưỡng các con sóc. Lúc bấy giờ, Tôn giả Sariputta, Tôn giả Mahakunda và Tôn giả Chana trú ở núi Gizihakuta. Lúc bấy giờ, Tôn giả Chana bị bệnh, đau đớn, bị trọng bệnh. Rồi Tôn giả Sariputta vào buổi chiều từ thiền tịnh đứng dậy, đi đến Tôn giả Mahakunda. Sau khi đến, nói với Tôn giả Mahakunda: Này hiền giả Kunda, chúng ta hãy đi đến Tôn giả Chana để hỏi thăm về bệnh hoạn. Thưa dân hiền giả. Tôn giả Mahakunda dâng đáp Tôn giả Sariputta. Rồi Tôn giả Sariputta và Tôn giả Mahakunda đi đến Tôn giả Chana. Sau khi đến ngồi trên chỗ đã soạn sẵn, sau khi ngồi, Tôn giả Sariputta nói với Tôn giả Chana: Này hiền giả Chana, hiền giả có kham nhẫn được chăng? Có chịu đựng được chăng? Có phải khổ thọ giảm thiểu không có tăng trưởng? Có phải có triệu chứng giảm thiểu không phải tăng trưởng? Thưa hiền giả Sariputta, tôi không có thể kham nhẫn, không có thể chịu đựng. Mãnh liệt là các khổ thọ tôi cảm giác, chúng tăng trưởng, không có giảm thiểu. Có triệu chứng tăng trưởng, không phải giảm thiểu. Này hiền giả, ví như một người lực sĩ chém đầu một người khác với một thanh kiếm sắt. Cũng vậy, này hiền giả, những ngọn gió kinh khủng thổi lên đau nhói trong đầu tôi. Thưa hiền giả, tôi không có thể kham nhẫn, không có thể chịu đựng, không phải giảm thiểu. Này hiền giả, ví như một người lực sĩ lấy một dây nịt bằng da cứng quấn tròn quanh đầu rồi siết mạnh. Cũng vậy, này hiền giả, tôi cảm thấy đau đầu một cách kinh khủng. Này hiền giả, tôi không thể kham nhẫn, không có thể chịu đựng, không phải giảm thiểu. Này hiền giả, ví như một người đồ tể thiền xảo hay một đệ tử người đồ tể mổ bụng với một con dao cắt thịt bò sắc bén. Cũng vậy, này hiền giả, những ngọn gió kinh khủng cắt mổ bụng của tôi. Thưa hiền giả, tôi không có thể kham nhẫn, không có thể chịu đựng, không phải giảm thiểu. Này hiền giả, ví như hai người lực sĩ sau khi nắm một người yếu hơn với những cánh tay của mình, nướng người ấy, đốt người ấy trên một hố than hừng. Cũng vậy, này hiền giả, một sức nóng kinh khủng khởi lên trong thân tôi. Này hiền giả, tôi không có thể kham nhẫn, không có thể chịu đựng. Mãnh liệt là các khổ thọ tôi cảm giác, chúng tăng trưởng không có giảm thiểu. Có triệu chứng tăng trưởng không phải giảm thiểu. Thưa hiền giả Sariputta, tôi sẽ đem lại con dao, tôi không muốn sống nữa. Tôn giả Chana, chớ có đem lại con dao. Tôn giả Chana, hãy chịu đựng. Chúng tôi muốn Tôn giả Chana chịu đựng. Nếu Tôn giả Chana không có các món ăn, không có các dược phẩm thích hợp, thời tôi sẽ tìm các dược phẩm thích hợp cho Tôn giả Chana. Nếu Tôn giả Chana không có người hầu hạ thích ứng, thời tôi sẽ hầu hạ Tôn giả Chana. Tôn giả Chana, chớ có đem lại con dao. Tôn giả Chana, hãy chịu đựng. Chúng tôi muốn Tôn giả Chana chịu đựng. Thưa hiền giả Sariputta, không phải tôi không có các món ăn thích hợp. Tôi có các món ăn thích hợp. Không phải tôi không có các dược phẩm thích hợp. Tôi có các dược phẩm thích hợp. Không phải tôi không có những người hầu hạ thích ứng. Tôi có những người hầu hạ thích ứng. Đã lâu ngày tôi hầu hạ bậc đạo sư với tâm thích thú, không phải không thích thú. Đây, thưa hiền giả, là xứng đáng với người đệ tử.
vì rằng đã hầu hạ bậc đạo sư với tâm thích thú, không phải không thích thú, không có phạm tội. Nếu tỷ kheo Channa đem lại con dao: "Này hiền giả Sariputta, hiền giả hãy thọ trì như vậy. Chúng tôi sẽ hỏi tôn giả Channa một câu. Nếu tôn giả Channa kham nhẫn được hỏi và trả lời, hãy hỏi đi, hiền giả Sariputta. Sau khi nghe, chúng ta sẽ biết." "Này hiền giả Channa, mắt, nhãn thức, những pháp do nhãn thức nhận biết, hiền giả có quán: cái này là của tôi, cái này là tự ngã của tôi. Tai, mũi, lưỡi, thân. Này hiền giả Channa, ý, ý thức, các pháp do ý thức nhận biết, hiền giả có quán: cái này là của tôi, cái này là tự ngã của tôi. Này hiền giả Sariputta, mắt, nhãn thức, các pháp do nhãn thức nhận biết, tôi quán: cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải là tự ngã của tôi. Này hiền giả Channa, trong mắt, trong nhãn thức, trong các pháp do nhãn thức nhận biết, do thấy gì, do thắng tri gì mà hiền giả quán: cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi. Thưa hiền giả Sariputta, trong mắt, trong nhãn thức, trong các pháp do nhãn thức nhận biết, sau khi thấy đoạn diệt, sau khi thắng tri đoạn diệt, tôi quán: cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi. Trong tai, trong mũi, trong lưỡi, trong thân, thưa hiền giả, trong ý, trong ý thức, trong các pháp do ý thức nhận biết, sau khi thấy đoạn diệt, sau khi thắng tri đoạn diệt, tôi quán: cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi. Được nghe nói vậy, tôn giả Mahakunda nói với tôn giả Channa: hiền giả Channa, hiền giả cần phải luôn luôn chú ý đến lời dạy này của Thế Tôn. Ai còn tham luyến, thời có dao động. Ai không tham luyến, thời không dao động. Ai không dao động, thời được khinh an. Ai được khinh an, thời không thiên chấp. Ai không thiên chấp, na ti, thời không có đến và đi. Ai không có đến và đi, thời không có diệt và sanh. Ai không có diệt và sanh, thời không có đời này, đời sau, không có giữa hai đời. Đây là sự đoạn tận đau khổ. Rồi tôn giả Sariputta và tôn giả Mahakunda, sau khi giáo giới tôn giả Channa với lời giáo giới này, từ chỗ ngồi đứng dậy và ra đi. Tôn giả Channa, sau khi hai vị tôn giả ấy đi không bao lâu, liền đem lại con dao. Rồi tôn giả Sariputta đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, tôn giả Sariputta bạch Thế Tôn: bạch Thế Tôn, tôn giả Channa đã đem lại con dao. Sanh thú của vị ấy là gì? Đời sau vị ấy sẽ như thế nào? Có phải trước mắt ông, này Sariputta, tỷ kheo Channa đã tuyên bố là không phạm tội? Thưa có, bạch Thế Tôn. Có một làng của dân tộc Vajji tên là Buba Vijihanam. Tại đấy có những gia đình thân hưởng, có những gia đình thân thích với tôn giả Channa. Chính những gia đình ấy mới có lỗi. Này Sariputta, những gia đình thân hữu và những gia đình thân thích ấy của tôn giả Channa là những gia đình có lỗi. Tuy vậy, này Sariputta, với sự việc như vậy, ta không nói Channa là có lỗi. Này Sariputta, ai bỏ thân này và chấp thụ thân khác, người ấy ta nói là có lỗi. Nhưng tỷ kheo Channa thời không vậy. Tỷ kheo Channa không có tội lỗi khi đem lại con dao. Này Sariputta, ông cần phải thọ trì như vậy.